Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với một tập nữa của Nhà Có Tết 2020. Ngày hôm nay, nếu mà các bạn xem video này vào cái ngày video đăng thì ngày hôm nay đã là mùng 2 Tết rồi. Bây giờ thì đang là ngày 30 Tết ở nhà mình. Và mình xin mời các bạn chia sẻ khoảnh khắc giao thừa và mùng 1 Tết cùng với mình nha. Bây giờ là khoảng hơn 12 giờ trưa. Mình đã dậy rồi, mình đã tắm tất niên rồi. Ngày hôm nay mình rất là thơm tho, sạch sẽ rồi. Đã sẵn sàng để đón năm mới rồi. Bình thường theo cái thói quen của mình ấy, thì vào cái ngày giao thừa thì mình không có đi chơi, mình đón giao thừa tại nhà. Thì mình không nghĩ là vào đêm giao thừa năm nay mình cũng sẽ có đi đâu cả. Mình cũng sẽ chỉ đón giao thừa ở nhà thôi. Tuy nhiên là tí nữa thì nhà anh trai chị dâu mình năm nay đón Tết ở Hà Nội. Nhà anh trai chị dâu mình để đón Tết xen kẽ ở Sài Gòn và Hà Nội. Tại vì một người là quê Hà Nội, một người là quê Sài Gòn. Năm nay theo lịch là ở Hà Nội, bởi vậy cho nên là một tí nữa thì gia đình anh trai chị dâu mình sẽ qua, sau đấy thì có lẽ là cả nhà đại gia đình sẽ đi đâu đấy chơi chẳng hạn vào buổi chiều. Tuy nhiên thì mình chưa biết được nữa, tại vì ngày hôm nay thì nghe nói là chuẩn bị rét đậm rét hại và bây giờ ở ngoài cũng mưa rất là nhiều. Không biết là mọi người có còn cảm hứng đi chơi không. Bây giờ thì chúng mình dù có đi chơi hay không thì chúng mình cũng sẽ đi rửa bát đã. Cô chào con. Đâu đi ăn đâu, đói quá. Đói à? Để em sáng chưa? Con chưa đói à? Còn khô ăn sáng nữa. Cô Giang ơi. Dạ. Xem có quên. Ui, chê được cái này này. Ui. Nó chê được mưa đây. Thế à? Đúng rồi. Đây. Sáng được cái gì? Pizza bánh chưng của mình. Đây này, ở ngoài đấy. Hay thế, bây giờ ô tô lại che được cả mưa à? Đúng. Cái vùng câu gian. À, nó. House tour. Đưa các bạn đi một vòng nhà mình xem là nhà mình đã trang trí đến đâu rồi. Đây là cành đào của nhà mình năm nay. Bé hơn mọi năm. Thế nhưng mà nghe nói đào năm nay mất mùa. Bán mứt của nhà mình vẫn chưa thấy cái gì mà mình đã mang về ăn Tết đúng không? Tại vì khi mà mình về đến nơi thì ba mẹ mình đã bày những cái này ra đây rồi. Bởi vậy cho nên là hết những cái này thì sẽ bày những cái thứ mà mình mua ra. Đây là cháu mình, ăn mãi vẫn chưa hết hai cái bánh chưng. Hai miếng bánh chưng chứ không phải hai cái bánh chưng. Đây là hoa cúc trắng. Đây là cái cây hoa hồng ba mẹ mình mua. Đây là... Không, đây mới là cây mới này. Còn cái này là nhà mình vẫn có từ trước đến giờ. Lúc nào thấy nó cũng có hoa như vậy đó. Xe này con lắp như thế nào? Con bảo đi, con nói đi các cô chú ơi. Các cô chú ơi. Hôm nay con lắp xe ô tô. Hôm nay con lắp xe ô tô. Như thế nào nhỉ? Đây. Đâu nhỉ? Các chú thấy rồi. Các chú thấy rồi. Trong tiết trời mưa gió xám xịt, nhà mình vẫn phải cố gắng đi chơi được ngày 30 Tết. Đi phải né nước ra, ở dưới đất rất là ướt át. Cảm thấy thèm một chút nắng ở Sài Gòn gửi ra. Sài Gòn có thể gửi một ít nắng ra đây được không? Không biết là trừ những cái người mà phải làm việc xuyên Tết ra thì hôm nay còn ai chưa về quê không? Liệu hôm nay người ta có còn về quê không nhỉ? Hay là người ta đã về hết từ hôm qua? Vẫn còn có những người ở bận việc thì đó. Họ về sau. Có những người thì về đến nhà là làm giao thừa. Vẫn có những người đi chơi Tết. Nhưng mà người ta đứng nép hết vào những chỗ để trú mưa. Tội. Không đi lại được ở ngoài này. Đây nhà mình sẽ vào hàng kem Thủy Bạ. Địa điểm yêu thích của ba mình. Hình như cái kem này là cái kem ngày xưa mà đắt nhất menu. Mà hôm ba dẫn con ra đây đi ăn con chọn cái kem này. Ừ. Thích ăn nữa thì 50.000. Không ăn kem này. 175. Không ăn kem. Ngày xưa cái kem này nó là 50.000 và nó là cái kem đắt nhất cái menu. Đây kem của mình đây. Kem này là đúng cái kiểu mà cái vị kem mình ăn ngày xưa ấy. Kem hồi bé mình ăn nó như thế nào thì bây giờ cái kem này nó chính xác là như thế. Vị nó không hề thay đổi sau đấy. Vị nó không hề thay đổi. Mặc dù đến giờ thì mình đã ăn rất là nhiều kem kiểu mới, kiểu kem Tây, kem tàu rồi. Bây giờ quay lại ăn cái vị này cảm thấy giống như là quay lại hồi xưa.
Tất nhiên là bây giờ thì với cái... Cuối cùng là gia đình mình xin thua. Bây giờ đi về. Đi về để chuẩn bị giao thừa thôi, tại vì mưa quá. Các bạn thấy không, tất cả mọi người đi bộ trên đường thì đều che ô cả. Chẳng có ai đi bộ đi chơi được hết, tại vì mưa quá to. Che ô cho cô đi. Hello, mình đã về đến nhà rồi đây. Và bây giờ là khoảng 5 giờ chiều. Bây giờ nhà mình sẽ đi ngủ. Ý là tất cả mọi người sẽ có một giấc ngủ ngắn. Ngủ hoặc là nằm nghỉ xem tivi để chuẩn bị cho buổi tối thì sẽ làm cơm cúng giao thừa. Ok, vậy thì bây giờ thì trong một cái cục diện cũng mưa lạnh và trời tối rất là nhanh như thế này thì mình cũng sẽ chui lên giường và mình cũng sẽ nằm nghỉ coi Netflix một chút trước khi dậy và chuẩn bị cúng giao thừa nhá. Later. Bảy rưỡi rồi các bạn ạ. Bây giờ mình mới dậy. Cả nhà mình ở dưới thì bắt đầu ăn cơm, gọi mình xuống ăn cơm rồi. Ok, bây giờ chúng mình xuống ăn cơm. Mất cả tín hiệu rồi các bạn ơi. Tại vì ở ngoài mưa to quá. Vì mưa. Đây. Mưa to như thế này cơ mà. Ok các bạn, gia đình mình di chuyển lên trên gác. Ở trên này có cái tivi nối mạng internet. Minh ơi, con bật cái internet tivi cho cô. Internet tivi để xem VTV online. Mình đang xem cái gì? Đây, gặp nhau cuối năm. À ok. Tình hình là chương trình gặp nhau cuối năm, năm nay khá chán. Mình không xem được hết. Thậm chí mình cũng không ngủ gật được như mọi năm. Xin lỗi các bạn, cái máy nó out focus, để focus lại rồi. Ok, tình hình là cái chương trình này nó hơi chán. Cho nên là gia đình mình quyết định không xem nữa mà ra chuẩn bị bàn thờ sớm để chuẩn bị sắt thắp hương. Ngày hôm nay mưa rất là to. Anh em bạn gì đang nhắn tin ở trên ở trên Messenger là liệu giao thừa xong có đi chơi được không? Mình thì mình không có ý định đi chơi, thế nhưng mà mình cũng cảm thấy khá là khó khăn cho anh em bạn gì với cái tình hình mưa to đến như thế này. Mưa rất lớn luôn các bạn. Nghe nói ở Hà Nội còn một vài chỗ còn bị ngập rồi. Sấm chớp đùng đùng, bởi vậy không biết là ngày hôm nay mọi người sẽ cầu truyền hình kiểu gì, bắn pháo hoa kiểu gì. Thôi thì chúng mình để xem nhá. Bây giờ cũng còn khá là sớm đâu. Bây giờ chắc 10 giờ nhỉ mày nhỉ? 10 giờ, 10 rưỡi rồi đấy. Hơn 10 giờ. Cũng còn rất là nhiều thời gian cho đến giao thừa. Thôi bây giờ chúng mình thư thả túc tắc. Chuẩn bị bàn thờ để chuẩn bị cúng giao thừa nhá. Đây là món xôi gấc mà mình rất là mong chờ mỗi dịp giao thừa. Tại vì mẹ mình có một mối quen mua xôi gấc của một cái chị quen rất là ngon. Cho nên là giao thừa nào mình cũng háo hức ăn xôi gấc hết. Món xôi gấc là một trong những món mà mình háo hức nhất khi mà ăn cỗ giao thừa. Alo. Chỉ còn 15 phút nữa là đến năm mới. Như thường lệ, ba mình đã sẵn sàng ra ngoài để sau giao thừa quay về sông nhà. Chúc mừng năm mới! Xem pháo hoa! Chúc mừng năm mới! Đây là đang ở Đà Nẵng. Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới cô Giàn! Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Con xin cảm ơn! Đây! Chỉ 15 phút sau khoảnh khắc giao thừa, trẻ con đã nằm còng queo ngủ xong khổ thế này. Vậy là gia đình mình đã hoàn thành bữa cơm giao thừa rồi và bây giờ cũng đã
hơi muộn rồi, bây giờ cũng đã là 1:30 sáng. Bởi vậy cho nên là bây giờ mình sẽ tạm biệt các bạn để mình tẩy trang và mình đi ngủ. Năm nay thì ở gia đình mình không những mình mà ba mẹ mình nữa, thì mọi thứ thủ tục nó đều được giản lược bớt đi. Và mình cảm thấy như thế nó rất là tốt, tại vì gia đình mình có thời gian để dành cho nhau này, không có bị tất bật túi bụi vào những thứ mà nó có thể là nó cự cầu kỳ hay là rườm rà quá. Và năm mới thì mình cũng xin chúc các bạn một năm mới giống như vậy, tức là một năm mới vừa đủ, đơn giản, và có cho mình những cái niềm vui nó đơn giản thôi. Tại vì mình nghĩ là niềm vui thực ra nó không ở xa vời quá, mình nghĩ là niềm vui nó ở ngay cạnh mình. Mình phải học cái cách để làm thế nào tìm ra được những cái niềm vui đó và tìm cách để tận hưởng những cái điều mà mình làm hàng ngày. Thì năm mới này mình xin chúc các bạn 365 ngày tới, mỗi ngày bình thường đều sẽ là những cái niềm vui đặc biệt. Bây giờ thì xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào mùng 1 Tết nhé. Chúc mừng năm mới các bạn, chúc mừng năm mới. Mình đã dậy rồi đây và mình đã sửa soạn xong cho ngày năm mới rồi đây. Ba mẹ mình thì chắc chắn là dậy từ sớm rồi. Gia đình chị dâu với anh trai mình, các cháu cũng xuống ở dưới nhà rồi. Bởi vậy cho nên là bây giờ mình sẽ phải khẩn trương lên một chút. Tại vì hôm nay mình cũng dậy hơi muộn, bây giờ đã là gần 12 giờ trưa rồi các bạn ạ. Sáng thì cũng chưa thấy khách khứa ồn ào gì ở dưới nhà cả. Tại vì chắc là ngày hôm nay, năm nay cũng mưa gió. Bởi vậy cho nên là mọi người cũng chưa ra đường được ngay. Năm nay mọi người có vẻ thư thả. Chứ mọi năm bình thường buổi sáng khá là sớm là mình đã thấy rất là nhiều người tới nhà mình chơi rồi. Sửa soạn bao lì xì một chút xíu. Ok, số mừng tuổi cái đã. Ai nhận mừng tuổi xem hàng chưa? Giơ tay đi. Con mừng tuổi cho con. Chúc con mừng mới, học giỏi hơn, ngoan lời hơn. Con chú mừng tuổi cho con. Chúc con năm mới học chăm học hơn và tập trung hơn trong khi học bài nhé. Mẹ đang làm đẹp, con đề nghị ba thay mặt mẹ nhận phong bao lì xì này, mong rằng sang năm mới ba mẹ sẽ vui vẻ, thảnh thơi, sức khỏe đi. Sức khỏe. Rồi, cảm ơn các con nhá. Rồi, chúc các con vui vẻ, mạnh khỏe. Có xe chưa? Được gọi được xe chưa? Chú Minh, gọi được xe chưa? Ừ rồi, thôi tí gặp nhau nhà bà Vân nhá. Rồi. Tạm biệt, tạm biệt. Theo thói quen á, thì sau khi mà các cô dì chú bác đã đến nhà mình thì tất cả mọi người sẽ sang nhà ông bà và các bác để chúc Tết. Bây giờ chúng mình sẽ đi nhá. Mùa Tết cảm giác nó cũng không vắng như hồi xưa nhỉ. Đúng không? Mọi người cảm thấy vẫn là đông như bình thường. Tất nhiên không đông như bình thường thế, nhưng mà ý là cũng đường cũng đông ấy. Nguyên Nguyên trời đẹp này, con xuống con chạy theo ô tô nhá. Không ạ. Chạy bộ theo nhá. Không mệt quá. Có gì đâu mà mệt. Không mệt đâu. Mệt mà. Nhá, mở cửa ra xuống chạy theo ô tô nhá. Không. Đến nhà bà, chạy đến nhà bà. Không, xa quá. Cả gia đình trên một chiếc xe máy. Hôm trước em thấy 5 người trong một gia đình trên một chiếc xe máy. Bố mẹ và 3 đứa con trên một chiếc xe cũng giống như này. Con rể đang muốn gọi điện chúc Tết cả nhà đây. Chúc Tết đi cả nhà đang. Xin chào nhà. Tết con dê. Mưa quá. Mưa rào rất lớn. Chưa bao giờ đi vào mùng 1 Tết mà lại mưa lớn đến như thế này. Ôi, chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn. Chào các bạn, sau khi mà đi chúc Tết họ hàng, bà con, hàng, bà con xong đã, xong đã. Bởi sau khi mà chúng mình đi chúc Tết họ hàng bà con rồi thì bây giờ chúng mình sẽ gặp những đứa nó chúc. Xin chào tất cả các bạn, mình muốn giới thiệu về bản thân mình một chút. Mình là Vũ Dino, năm nay mình 27 tuổi. Mình ok, và mình thôi mà cho hỏi đến đây là hết ạ. Thực ra là bây giờ chúng mình đang quá đói và chuẩn bị đi ăn phở. Vì lạnh quá nên phải nói nhiều và nói những thứ vô nghĩa. Lạnh quá, vào xe, vào xe, vào xe để cho nó. Bye bye. Ui, hôm nay có xe ấm quá. Chị đã xe ra quán phở đúng không chị? Hôm nay có Uber miễn phí, thật là sướng. Chúng mình sẽ ăn phở Huy ở đối diện.
Ô các bạn ơi, mình được ăn một bát phở nóng giữa trời rất lạnh như thế này, cảm thấy thật là sung sướng. Ai mà không gọi? Nhìn kìa. Nào. Không cho. Nhìn kìa, ôi đánh nhau không được. Không cho. Chụp phải gọi. Mình được ăn thử thì mới biết là con này. Tại sao lại ăn thử bát của em? Không, em lại bị bẻ thôi, rất bẻ. Không, đưa gọi đi. Lấy cái miếng to nhất này. Đấy, đúng chưa? Cho ra một miếng kia, cho con dương một miếng này, cho ra. Thế mày thích dương hơn Giang à? Thằng Dương là lâu nặng lâu mày. Giang còn chưa được ăn ở đây bao giờ. Rồi cho anh. Có ra hạt. Thế chi thì sao? Không, cho chị một đứa nhỏ ăn được thôi. Thế chi thì sao? Chi ăn chanh. Chi thì sao? Chi kệ chi. Sống. Bây giờ hát hát hay vào. Ngon không? Ngon. Thâu yêu. Ai thâu yêu. Tình hình là mưa quá. Chúng mình đang lập cập chuyển vào trong nhà các bạn ạ. Bát ai người đấy cơ. Chúng mình phải chuyển vào trong nhà tại vì mưa quá. Dino không cần thiết phải chuyển bàn, vẫn có thể ăn được bình thường. Đứng ăn. Kỹ năng sinh tồn các bạn ạ. Sau khi ăn uống xong, người ơi lâu lắm mới thở ra khói. Ra đấy là mùi lẩu đấy. Không cần phải áo khoác nhỉ? Không cần đâu, mình vào trong mà. Bây giờ chúng mình đi uống cà phê các bạn ạ. Trời, mình đang ở đâu đây? Trời mưa gió. Đây, kinh khủng. Các bạn thấy cảm thấy buồn bã cõi lòng chưa? Nhưng mà đèn vàng ngày rất Tết. Đẹp. Ừ, đèn vàng ở trong này rất đẹp, thế nhưng mà tiết trời ngày hôm nay ấy, cảm thấy bị buồn ấy. Từ từ để vào này. Là sao cái này là cherry ngâm cái gì? Hào đường. Mà giống như là cái bánh Black Forest em nó từng làm với chị ấy. Ờ. Nhưng mà nó là hàng chất lượng cao làm giỏi hơn thôi. Tối không? Tối. Chị mà thích đồ ngọt mà chị chê thì em vui. Ngon. Quá ngon. Ok, bây giờ chúng mình đã có đồ ăn đồ uống rồi. Bây giờ chúng mình đã khô ráo ngồi ở trong này rồi. Bây giờ chúng mình đi qua kế hoạch năm mới New Year's Resolution của chúng mình đi. Ok, New Year's Resolution, mục tiêu năm mới của Dino là gì? Em bị phạt rồi. Thế thôi, chung là mục tiêu năm mới là một cái gì đấy rất là to tát, rất là áp lực. Ok, thôi không dùng từ mục tiêu mà dùng từ kế hoạch. Kế hoạch năm mới. Ý định năm mới ok, nói chung là năm mới thì mình sẽ tập trung nhiều hơn. Mệt quá, làm việc nhiều hơn và tiết kiệm hơn mà nó nói thành một bài sớ. Nhưng mà đấy là năm mới một mục tiêu nữa là Dino sẽ trở nên bớt dài dòng hơn. Không. Vậy là mình đã về đến nhà rồi đây các bạn ơi. Hôm nay trời hơi lạnh một chút. Mình lại chỉ mặc mỗi cái áo len này thôi, thì cho nên là khá là lạnh. Thế nhưng mà tại vì may mắn là được đi xe hơi, thế cho nên là không sao lắm. Bây giờ thì cũng đã là hơn 10 giờ tối rồi. Bởi vậy cho nên là mình sẽ kết thúc lại cái ngày mùng 1 Tết của mình ở đây. Mình hy vọng là các bạn đã được chia sẻ một chút cái không khí Tết. Dù là bây giờ các bạn đang ở Việt Nam hay là đang ở nước ngoài, có được về quê ăn Tết hay không đi chăng nữa, thì các bạn cũng đã cảm nhận được một chút hương vị Tết qua cái vlog này. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video này của mình, và mình chúc các bạn cũng có được một kỳ nghỉ Tết, hoặc là không được nghỉ Tết cũng được, thế nhưng mà có một thời gian vui vẻ khi mà xem Nhà có Tết 2020. Chỉ còn một tập nữa thôi là đến tập cuối rồi. Đón xem tập cuối của Nhà có Tết 2020 nhá. Tạm biệt các bạn.